Em Hạnh xin chào tất cả cô chú anh chị yêu Hoa Lan nha. Chào mừng tất cả các cô chú anh chị mình đang xem kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Da Mỹ Hạnh của em. Hôm nay em có một siêu phẩm, trời ơi, hoa rất là đẹp, rất là to luôn. Em vừa nhận cây sáng nay nhưng mà bị bành phay ra hết luôn rồi, nên là giữ lại được một bướm hướng hoa để cho tất cả cô chú anh chị mình cùng ngắm một siêu phẩm cực đỉnh luôn. Ở sáng nay là có mấy anh em chơi đang chung ở khu vực gần của em nè. Rồi mấy anh em sáng nào cũng tập trung ở cái cửa hàng của em. Rồi mấy anh em ngồi uống trà uống cà phê, thì vừa nhận hàng tới là mấy anh vô mở khu thùng ra thấy cái bông, là mấy ảnh hả kêu là xí hiếu hướng liền, rồi xách dao xách kéo ra là cắt liền. Đây đó, được chưa thấy không? Đó anh chị mình thấy không, cô chú mình thấy chưa, một cái màu đỏ rất là xuất sắc luôn. Cây này là mã 153 dòng Đài Loan xưa nha. Đó, bông cực kỳ to, bông này 20 cm luôn nha. Cây này lúc đầu em, cái này là em mua lại của một anh chơi lan chung. Đó, thấy anh nở ra, anh gửi cái hình qua, nhưng mà em không nghĩ là nó to tới như vậy đâu. Nhưng mà khi mà khui cái thùng ra, thấy cái bông, trời ơi, quá là ngất, muốn ngất xỉu luôn. Bông rất là to, mà mấy anh em ngồi chung đây nè, khui thùng ra thấy, trời ơi, sao cái cây nó to dữ vậy, bông to dữ vậy. Nhìn thân lá to mà hoa to, họ thấy là mỗi người xách cây kéo ra, mỗi người sắn hướng. Em tranh giành là bắt phải giữ lại cho em hướng hoa. Đó, để em quay lên cho tất cả cô chú mình cùng ngắm, để mình cùng xem nè. Đó, mã 153 dòng Đài Loan xưa nha. Đó, rất là đẹp luôn, một màu đỏ. Đó, một màu đỏ, mà bông, size bông này em đo là phải 20 cm luôn anh chị. Tại vì do hoa nó to quá, cho nên là ảnh đóng vô cái thùng, nên là hoa nó bị gãy cánh đài rồi kia, nó bị dập á. Cho nên là nhìn nó mất duyên đi một phần rồi. Cho nên á là anh chị mình xem nó là nó bị mất đẹp một phần rồi đó. Đây em sẽ so sánh cho anh chị mình cùng xem những cái cây cách tem. Đây là những cái cây cách tem hoa to tại vườn nhà em. Đó, đây là những cây hàng em bán thường xuyên ở vườn. Thì anh chị mình xem theo dõi kênh YouTube quen thì mình cũng sẽ thấy. Thấy những cây này là thường xuyên em lên suốt à. Ngày hôm nay sao lại gì nữa ha. Đây, cây này là cây bét bay thôn, cây mà em bán ha, cây đỏ hai mắt vàng á. Đó, bông nó rất là to rồi. Mà so sánh anh chị mình thấy không, bông này là 20 cm, còn cây bét bay thôn cũng phải tầm 15-16 cm á. Đây, một cây màu vàng, cây Nbigon nè. Đó, anh chị mình thấy không, so sánh ra cây nào cũng to hết, màu vàng nè. Còn đây là cây Enjoy No 2, cây này nó mới nở mà vừa mới căng. Đây, để em từ từ để em cho anh chị mình coi cái bông, so sánh cái bông, mình so sánh để mình thấy được cái độ to của nó thôi. Đó, anh chị mình thấy không? Đó, cây này, cây Enjoy No 2 này cũng phải tầm 15 cm á. Còn đây cái Hatya Delight nè, Hatya Delight cũng hồi sáng em mới đo là tầm 15 cm. Cây này hồi sáng em đo ra là 20 cm nha, cây đỏ này là 20 cm luôn á. Thấy hoa to ghê không? Đó. Trời ơi, so với tất cả những cái cây cách tem là cây nào cũng to hết. Nó cây nào hoa to đã to rồi, cây này nó còn to đỉnh hơn nữa. Rất là đẹp luôn, màu đỏ nữa. Một cây này là cây cực hiếm luôn. Đó, anh chị mình thấy không? Mà so sánh ra nè ha. Cây này hoa mình thấy đó, hoa 15-16 cm là rất là to rồi, mà cây này tới 20 cm, sắp xỉ 20 cm luôn á. Chứ nói chung mà nói 20 cm thì hơi to hơi ấy. Còn đây là cho anh chị mình xem cái cánh đài của nó nè. Cánh đài của nó nè. Đó, chụm lại là bằng 4 ngón tay của em, tại vì em nhỏ bé cho nên tay của em nó nhỏ so với mọi người lắm, cho nên nó là mọi người là phải chỉ tầm 3 ngón tay thôi, nhưng mà so với em là nó tới 4 ngón tay là. Đó, tại vì nhìn em trên hình nó to vậy thôi, chứ ở ngoài em nhỏ lắm. Đó là 4 ngón tay của em, nhưng mà so với bàn tay của anh cô chú anh chị mình thì tầm 3 ngón. Còn của em là 4 ngón luôn nè, anh chị thấy không? Đó, còn sai hoa nè. Còn cái hoa nè. Thấy không? Tay em một gang tay của em mà không hết luôn nè, thấy không? Một gang tay của em mà tầm có 15 thôi. Đó, mà hoa bông mình nó to như thế này nè, anh chị mình thấy đó, là phải nói là bông này rất là cực đỉnh luôn. Cái này em còn một hướng, tại vì mấy ở đây sáng nào mấy anh tập trung đông lắm, thấy đẹp là mấy ảnh đâu mình đâu có cây của mình mà bị cướp luôn á, phải nói là bị cướp luôn á nha anh chị. Đó là họ tới mấy anh đó là tới là vô là người xách kéo là bấm 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 bấm, đó là chia người hướng hết trơn à. Em giành giật lại được một hướng hoa với lại một hướng, còn lại một hướng thì anh chị cô chú nào mình có nhã ý mình muốn sưu tầm cái mặt hoa này thì nhanh tay mình alo liền qua cho em. Đó, mình cứ kết bạn Zalo với em số 0933124442 thì em sẽ báo cho mình cái giá để mình tham khảo nha. Đó, một mặt hoa, trời, phải nói là cây này ghiền luôn á. Trưa là xong là việc làm đóng hàng, gửi cái hàng đi cho anh chị mình xong là em phải làm liền cái clip để qua lên cho anh chị mình xem, chứ không có đến chiều á. Đến chiều tại vì bông nó bị dập rồi thì đến chiều nó tàn mất thì mất cái đẹp, cho nên là anh chị mình sẽ không ngắm được cái hoa của nó, nên là em đang đứng nắng để mình quay lên cho anh chị mình cùng xem luôn đó, thấy không? Rất là đẹp luôn. Anh chị mình ai mà có nhà ý muốn sưu tầm cái cây này thì nhanh tay kết bạn Zalo với em số 0933124442 thì đó cũng là cái số điện thoại của em luôn, thì mà em sẽ báo giá cho anh chị mình tham khảo, nếu mình hợp lý hợp nhãn thì mình cùng sưu tầm nha. Em xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị ạ.